Nếu trong tuần bạn đã ăn lượng lớn các món thịt, cá, vậy sao không thử đổi vị với món nấm kim châm xào được nhiều người ưa chuộng? Cùng Đợi Hào Gia thực hiện ngay với cách làm nấm kim châm xào bơ tỏi chế biến thơm ngon sau nhé. Nguyên liệu làm món nấm kim châm xào bơ tỏi: 400g nấm kim châm, 15g bơ, 20g tỏi băm, 5g hành lá tước sợi, gia vị, đường, nước mắm, bột ngọt, dầu hào. Cách làm món nấm kim châm xào bơ tỏi: bước 1. Sơ chế nguyên liệu. Nấm kim châm bạn đem cắt bỏ phần gốc, tách nấm ra và rửa thật sạch. Bước 2. Xào nấm kim châm với bơ tỏi. Bạn bắt chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì bạn cho bơ vào, đun cho bơ tan chảy ra, tiếp đến bỏ tỏi băm vào xào thơm. Cuối cùng bạn cho nấm kim châm vào xào chung, nêm nếm gia vị gồm 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê đường, đảo đều tay trong 2 phút thì tắt bếp. Thành phẩm: múc nấm kim châm xào bơ tỏi ra đĩa, ăn chung với cơm trắng sẽ rất ngon. Nấm kim châm dai dai, ngọt ngọt kiện cùng vị béo thơm của bơ tỏi, cực kỳ hấp dẫn, đưa cơm. Hãy nhấn like và theo dõi để đón xem hướng dẫn các món ngon trong video lần sau nhé!